Đấy. Hôm nay là ngày nghỉ thứ tư đúng không? Đấy. Anh em đang làm bữa BBQ ở dưới chân cầu. Đây là đội ngũ gọi là nhóm lò đốt than. Ở đây. Anh khá trưởng. Đấy, anh em chuẩn bị bia này. Bên này lại có một đội khác. Đội này đang ướp lạnh bia. Chào khán giả cái anh cái. Đi. Để góc rộng này nha. Đấy, kính ướp bia. Mẹ tí lại trôi mẹ hết bia rồi thôi. Sợ kính. Đây. Được đấy. Đây là anh Trinh. Anh Trinh thì hôm nay chấn thương nên thành ra là được ưu tiên. Cứ ngồi đây chờ tí nữa có người gắp tận mồm đưa cho thôi. Kia là Hoàng mới thuật à? Cái này nó để quắt vào túi anh em ơi, đừng để tới đây vừa ra. Quả là cho vòng ra ngoài, không phải sức ra ngồi, sức ra đây tí này em lắm. Ông là ngồi trên đá, đâu đít. Con gà lại châm nữa đi chứ nào.